xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Còn tin nhắn nó sẽ hiện lên. Anh giận em không, để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đêm nằm vàng sầm, giận chẳng có mà thương sâu dài thế. Thương xoay lòng anh đó, thương mà giận dễ gì đã có. Anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Trời ơi, rồi trời đã cắt bao vất vả bàn tay em lo em, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Anh lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chưa gió anh vẫn lặng, mỗi dân trôi cũng chỉ để vâng, xin chào tất cả anh em đang theo dõi chuyên mục Trưa Nay Nghe Gì của cơ sở Yến Âm Thanh Bãi. Anh em vừa được thưởng thức bài hát Giận Mà Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn dưới sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Việt Hoàn, rất là hay phải không ạ? Bản thân em Yến thì rất hay sử dụng những cái bài hát Giận Mà Thương như hay là Cô Gái Đỏ Bến Hạ hoặc là Buồn Mà Chi Em. Những cái bài hát này thì bọn em hay test ở trên album IR, một cái album mà tổng hợp rất là nhiều bài hay. Nhiều anh đến cửa hàng em Yến thì hay hỏi là tại sao cửa hàng em có những cái đĩa test hay thế. Thì đợt này em cũng đã sưu tầm được cho anh em những cái đĩa test rất là hay, tổng hợp toàn bộ những cái bài mà em Yến hay test tại cửa hàng cũng như là các cái shop âm thanh khác sử dụng. Thì 4 đĩa này bên em hiện đang có sẵn tại cửa hàng, gồm có 4 album. Đây là album đầu tiên em đang test thử ở trên bộ 933 đây. Đây là bài Giận Mà Thương anh em nhé, một bài hát mà rất là hay và nổi tiếng. Sở dĩ những cái đĩa này thì bên em hay sử dụng thì nó cũng có lý do đặc biệt của nó. Thứ nhất là tổng hợp những cái bài hay là thứ nhất, và thứ hai là cái phần bass chép nó lên rất là nổi, bởi vì cái bản thu này thì được thu rất là cầu kỳ cũng như là tinh xảo. Nên nó chơi loa ở Nam Định là cái chuẩn lắm. Vâng, em sẽ đợi anh em vào đông đông một chút thì chúng ta sẽ vào chuyên mục chính của chuyên mục Chuyên Anh Nghe Gì ngày hôm nay của chúng ta nhé. Bây giờ cũng đã có rất là nhiều anh vào xem rồi. Xin chào anh Duy Anh, xin chào anh Linh Đoàn ạ, chào anh Tiến Anh. Rất là vui khi được giao lưu với anh em trong chuyên mục Chuyên Anh Nghe Gì. Volume xuống một chút để khi mà em nói hay là giới thiệu thì anh em được nghe rõ hơn, đúng không ạ? Lát nữa khi đến phần test hay thử nhạc thì em sẽ vặn to lên, và bây giờ em sẽ test vặn nhỏ xuống một chút. Chuyên mục Chuyên Anh Nghe Gì của em Yến ngày hôm nay sẽ giới thiệu để cho anh em một mẫu đứng đầu bảng của Onkyo, hay gọi là Intex 275, một cái dòng mà rất là nổi tiếng của Onkyo. Đó chính là mẫu đó chính là mẫu Onkyo 933, một mẫu đầu bảng cũng như là series cuối cùng của dòng size chung này. Bộ này thì em Yến đã sưu tầm được về, gồm có 4 thớt và 2 cái loa D302E, đẹp như đập hộp luôn, anh em có thể chiêm ngưỡng. 4 thớt của nó sẽ gồm có thớt FM, thớt MD, thớt CD và thớt âm ly. Bộ này thì gồm có cả khiển zin luôn anh em ạ. Đây, khiển zin.
còn rất là mới. Đây, Onkyo 933. Khiển này sẽ khiển được tất cả các chức năng ở trên bộ dàn nhé. Bộ này thì thực sự là lâu lâu rồi thì em Yến mới lại sưu tầm được, bởi vì những cái mẫu này thì thật ra ở bên Nhật họ vẫn còn đang sử dụng rất là nhiều. Và đây cũng là mẫu mà toàn bộ tất cả các khớp cũng như loa đều made in Japan. Toàn bộ phần thiết kế như linh kiện thì được rất là trau chuốt. Toàn bộ các cái cọc mạ, cọc AV cũng là mạ vàng này, cọc loa cũng mạ vàng này. Rồi các cái thiết kế thì em sẽ đưa cái phần camera này gần vào bộ dàn để anh em có thể chiêm ngưỡng được gần hơn nhé. Đây là phần 4 thớt của bộ dàn này. Hai bên của nó hơi vắt cong cho nên là nhìn rất là điệu đà. Đấy, anh em có nhìn thấy phần vắt cong đấy không ạ? Đấy, còn đây là đôi loa của nó là loa D302. Sở dĩ đôi này thì sẽ có hai phiên bản D302E và 412, nhưng mà phiên bản D302E là phiên bản thông dụng nhất, cũng là phiên bản chính thống khi mà hãng đưa ra sản xuất, đều là made in Japan hết. Đấy. Màng là màng carbon anh em nhé, màng carbon này. Chép của nó chép họng nhôm nhìn rất là gấu phải không ạ? Đôi này thì cực kỳ mới, đến từ những cái ốc vít của nó còn sáng choang này, anh em nhìn thấy không? Đấy, rất là đẹp. Đấy là đôi loa, còn đây là phần thớt này. Em sẽ đi thật là chậm để anh em có thể nhìn kỹ hơn nhé. Bộ này sẽ là nhân vật chính của buổi trưa nay, trong chuyên mục trưa nay nghe gì đấy ạ. Rất rất đẹp. Và bộ này thì hiện tại em Yến chỉ có duy nhất một bộ đầy đủ full 4 thớt, đầy đủ khiển zin, rất là đẹp phải không anh em? Bộ này thì bên em đang bán với giá là 35 triệu, bao gồm toàn bộ các phụ kiện zin như là điều khiển này, dây loa xịn này, ly loa này, các bộ chuyển đổi này, rồi là tặng kèm CD, MD, rất là tập. Nói chung là với cái giá này thì anh em khi mà về thì chỉ cần bật lên là nghe và sử dụng thôi, không cần phải mua thêm bất kỳ cái gì cả, chọn bộ luôn ạ. Bộ này thì em sẽ chỉ có một bộ duy nhất thôi anh em nhé. Và em cũng giới thiệu anh em là mẫu Onkyo này thì thực sự là một mẫu rất là nổi tiếng rồi. Và Onkyo 933 cũng là cái mẫu mà ở trên YouTube của em và trên website thì bên em cũng đã test khá nhiều bản để cho anh em có thể ở xa không đến được cửa hàng thì có thể thẩm âm ở trên YouTube cũng như là trên website âm thanh bãi của chúng em. Thì anh em nào mà muốn nghe kỹ hơn bộ này hoặc có thể muốn tham khảo nhiều những cái bản test khác nhau thì hãy lên âm thanh bãi.com hoặc kênh YouTube âm thanh Khánh Hằng, Yến âm thanh bãi để có thể nghe các cái bản test bên em đã đăng ở trên YouTube và website rồi nhé. Vâng, bộ này rất là đẹp anh em ạ, đến anh Yến cũng phải thích. Rất là mới luôn, cái phần loa thì toàn bộ là loa gỗ thịt rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn là loa gỗ thịt rồi. Không những là gỗ thịt mà nó còn rất là nặng anh em ạ. Đây, em Yến thử trải nghiệm cái độ nặng của nó. Nếu mà nhấc hai tay thực sự là em Yến nhấc thì phải gọi là hơi phải cố một tí thì mới nhấc được chiếc loa này. Rất là nặng. Loa này phải tầm 7 cân nhỉ, hay 8 cân một chiếc nhỉ? Nó phải tầm gần chục cân. Một chiếc loa đã gần chục cân rồi. Đồ Nhật thì phải gọi là đúng là nồi đồng cồi đá đúng không anh em? Bao nhiêu lâu nay thì Việt Nam mình rất là chuộng đồ Nhật bởi vì cũng tính nồi đồng cồi đá như thế này đây ạ. Em đi gần 200 watt đúng không? Về phần thông số kỹ thuật thì em cũng xin giới thiệu anh em âm ly của 933 này thì công suất lên đến 195 watt, ngang với một âm ly dân dụng luôn, cho nên anh em cứ yên tâm rằng bộ này mà đánh thì cứ phải tầm 30-40 mét vuông thoải mái anh em nhé. Đó là bộ dàn thôi nhưng mà nó sẽ công suất này rồi chất lượng và chất âm của nó thì sẽ ngang ngửa bộ dàn âm ly dân dụng luôn ạ. Đối với những âm ly loa rời, loa thùng ấy ạ. Âm ly 195W thì sẽ đi kèm với đôi loa là 200W, độ trở kháng là 4 ohm. Rất là khỏe.
vào xem livestream của em Yến. Cảm ơn anh em. Album test AR của bên em rất muốn giới thiệu cho anh em. Anh em nào mà ngại tình đĩa hay là không muốn sưu tầm nhiều thì có thể sở hữu những cái đĩa test như thế này, thì sẽ tổng hợp rất rất nhiều những bài mà dân audio hay test loa rồi. Thì bên này bọn em sẽ những cái album này thì bên em đã tổng hợp được 4 album bao gồm rất rất nhiều anh em nhá. Mỗi album sẽ tầm khoảng chục bài, cho nên là 4 album này tầm khoảng hơn 40 bài rồi. Hơn 40 bài. Đặc biệt là toàn, không trùng nhau luôn. Đúng rồi, không trùng nhau, và toàn những bài hay này, toàn những ca sĩ nổi tiếng và toàn những cái bài mà dân audio hay test loa thôi. Cho nên là anh em nào mà chọn bộ này thì nghe thì thôi cũng hết Tết. Vâng. Xong cái album này. Chọn bộ là 600, em đang miễn phí ship tận nơi anh em nhé. Vâng. Một đĩa sẽ là 150.000 và chọn bộ sẽ là 600. Và nếu anh em nào mà lấy chọn bộ này thì em đang miễn phí ship. Anh em tranh thủ nhá. Mùa Noel cũng đang đến rồi và Tết cũng đang đến rất gần rồi. Hãy sở hữu một bộ đĩa CD như thế này để cả Tết chúng ta chỉ nghe như này, chúng ta không phải tham khảo nhiều những cái nhạc ở đâu nữa, đúng không ạ? Cái bài này tiếng bass đánh như sấm vang luôn. Anh em hãy thử nghe tiếng sấm của Audio 933 nhé. Anh em mà thử cái đĩa AR màu nâu, màu xanh này thì nhớ là chỉnh bass thép và trên âm đi giảm xuống một chút. Đặc biệt là về không đi, bởi vì cái đĩa này bass thép nó rất là nặng, rất là uy lực rồi. Đừng vì chia ly làm nan chí nan nhì. Vui lên đi cùng anh, rồi ngày mai anh sẽ về. Em ơi anh đi vì nước non đang gieo lửa khói tung ngập màu. Với một bộ dàn combo như thế này thì ngoài chạy CD ra, anh em có thể kết nối được các cái thiết bị bên ngoài, ví dụ như TV này, điện thoại, vi tính này, laptop này, tất cả các thiết bị bên ngoài đều có thể kết nối được, nên anh em yên tâm nhá. Những bộ dàn cổ nhưng mà không hề cổ đâu ạ, cái gì cũng nghe được hết. Và nhất là bây giờ sẽ có những cái bộ chuyển đổi để anh em có thể kết nối một cách nhanh hơn, ví dụ như là phát thẳng nhạc từ điện thoại này qua Bluetooth này, qua Wi-Fi vào thẳng bộ dàn này luôn, rất là tiện. Và anh em nào mà mua dàn bên em thì bên em Yến đều ưu đãi tặng kèm những cái bộ như này luôn, cho nên là anh em hãy tranh thủ đợt này nhá. Số lượng rất là có hạn thôi, bởi vì hàng tặng này thì không thể nào mà kéo dài được, cho nên là anh em hãy tranh tay, nhanh tay tranh thủ nhá. Mà chỉ những bộ cao cấp mới được tặng những cái phụ kiện này thôi. Những bộ như này thì anh em kết nối một cách cực kỳ là tiện và hiện đại. Chỉ một ấn ở trên điện thoại thôi là nhạc trên điện thoại, nhạc trên tivi của mình đã phát thẳng ra bộ dàn rồi. Anh em không cần phải cắm hay là chuyển gì nữa. Đấy, rất rất là tiện. Ngoài ra thì những cái bộ dàn này thì bên em đều cam kết và bảo lãnh là hàng nguyên bản, nguyên zin, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Nên anh em cứ yên tâm về chất lượng cũng như là uy tín, bởi vì là thực sự là em Yến bán hàng đồ này cũng gần 10 năm rồi. Anh em cũng rất nhiều người biết đến rồi, thì thực sự đến giờ này thì em Yến cũng không muốn nói nhiều nữa, và cũng muốn chỉ muốn giới thiệu anh em các bộ dàn hay này, những cái CD chất lượng để anh em tự trải nghiệm thôi, chứ không cần quảng cáo nhiều nữa, đúng không ạ? Anh em có muốn thử nghe một chút MD không? Đây là đĩa CD rồi này, thớt ở trên này là thớt MD. Và bộ này đang hiện tại đang chạy rất là ngon lành. Nó chạy đĩa nhỏ rồi nhỉ? Đúng rồi. Em sẽ thử một cái MD, em đang hay dùng cái test loa nhá. Đĩa MD này thì thực ra là ở Việt Nam không được thông dụng lắm, nhưng mà đối với bên Nhật thì họ sử dụng rất là nhiều. Bởi vì làm sao? Bởi vì người Nhật thì họ tính tiết kiệm rất là cao. Những cái đĩa MD này thì ngoài chạy ra thì họ có thể thu ghi lại chương trình và có thể xóa đi, sau đó tái sử dụng lại. Đúng là người Nhật người ta tính toán rất là cẩn thận, phải không ạ? Người ta không là hề lãng phí một chút nào. Những cái đĩa MD này thì
Đây, em có thể cho anh em xem. Đây, nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi. Nó chỉ nhỏ như này thôi. Nhưng mà nó có thể thu ghi này, có thể xóa này, có thể đặt tên này. Và lưu lại các chương trình mình yêu thích ngay ở trên đĩa. Đấy, người Nhật thì họ rất hay sử dụng cái đĩa MD này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Và hôm nay thì em Yến cũng sẽ test thử cái đĩa MD này trên bộ 933 này cho anh em nghe thử chất lượng đĩa MD nó như thế nào nhá. Mình thử bài đầu tiên đi, Chuyện Dàn Thiên Lý nhá. Hay là anh em thích nghe bài số 2, Chiều Mưa Biên Giới. Khi mà chạy các chức năng khác thì anh em sử dụng cái phím chuyển đổi từ CD về MD và ấn play ở đĩa thớt MD thôi thì sẽ phát nhạc ở trên đĩa MD rồi. Bộ này thì gồm có hai trang đầy đủ anh em nhé. Nhà mà có trẻ nhỏ hay là trẻ con hay nghịch ngợm thì anh em hãy cài cái trang này vào. Vẫn ở ngõ nhỏ, phố nhỏ 197 Lê Duẩn anh ạ. Rất mong được giao lưu với các anh em trên khắp mọi miền. Làng tôi đây bao năm dài. Anh em đang được thưởng thức thật âm của đĩa MD đây ạ. Có khác gì CD không ạ? Rất hay phải không ạ? Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra anh bảo là bán đàn lợn xong anh ra đem luôn. Xa người yêu mà dễ mấy ai vui, em nhìn theo bằng nước mắt chia vội. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đàn pháo rơi. Vừa quanh mà bán đàn lợn xong thì có khi ra mua cả cửa hàng của em Yến luôn đấy nhỉ. Anh rót cho khéo nghe kéo lầm vào nhà. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi yêu. Anh em nào ở nhà còn dàn thiên lý không ạ? Một bài hát vô cùng hay, Chuyện Dàn Thiên Lý. Thực sự là những cái bộ dàn cổ này, những âm thanh bãi này hay là những đĩa CD thì quả thật là nhiều anh em cứ tưởng như là nó hết mốt rồi, cứ tưởng như nó không còn tồn tại, nhưng mà vẫn luôn ở trong tim của chúng ta, vẫn luôn hiện diện ở đây và không bao giờ hết mốt phải không ạ? Cho nên chính vì vậy trong suốt những năm vừa qua thì cái mặt hàng mà em Yến kinh doanh cũng như là mặt hàng mà vẫn còn đang theo cùng em Yến ở cơ sở này đến tận bây giờ thì vẫn là đồ âm thanh bãi. Có rất nhiều những cái lời mời chào cũng như là hợp tác kinh doanh đến từ những cái hãng đồ mới hay là những cái hàng cao cấp rồi hiện đại, những cái dòng dàn âm thanh đến từ các hãng ở nước ngoài như châu Âu, châu Mỹ, Pháp hay là Anh, Mỹ. Nhưng mà thực sự là lượng khách bên em hỏi dòng dàn bãi rất là nhiều, vẫn yêu thích những cái chất âm của dàn Nhật, vẫn yêu thích những đĩa CD, vẫn thích những cái bản nhạc nhạc vàng hay là những tiếng hát mà hay tuyệt vời như này. Cho nên là chính vì vậy em vẫn duy trì cũng như là vẫn phục vụ anh em đến tận giờ phút này. Vâng, rất mong được sự ủng hộ cũng như là yêu mến của khắp anh em ở các mọi nơi để giới thiệu anh cho anh em, để cho em Yến vẫn tiếp tục bán hàng với niềm đam mê như này đúng không ạ? Này
anh lính chiến, người bạn pháo binh. Mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đàn pháo rừng tận. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi nương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý. Bộ 93 này thì em có thể nói qua cho anh em về kích thước nhé. Nếu mà bày ngang như thế này để sát vào thì kích thước khoảng tầm 70 phân. Cái chiều ngang nếu mà để như này thì anh em có thể để trong cái kệ tầm khoảng 1 mét là đẹp. Dài như tầm khoảng 70 phân rồi. Thì anh em sẽ để cách hơn một chút thì để tầm kệ tầm 1 mét là rất là đẹp. Đấy, còn chiều cao tầm khoảng 35 phân. Đấy, chiều cao tầm khoảng 35-36 phân. Đấy. Thì anh em có thể để kệ khoảng tầm 40 phân. Đấy, còn chiều sâu là tầm khoảng 35 phân. Chiều sâu cách tường là tầm khoảng 35 phân. Đấy là kích cỡ của bộ dàn nhé. Thì đúng thật là khi mà bọn em quay các bộ dàn lên hay là đăng ảnh lên thì nhiều anh em không tưởng tượng được kích cỡ các bộ dàn như thế nào. Thì bây giờ trong các clip cũng như là trong các buổi livestream này thì em cũng sẽ nói thêm ngoài thông số kỹ thuật, ngoài tính năng này, ngoài chất âm này thì bọn em sẽ nói thêm về kích thước để cho anh em có thể ướm sẵn ở nhà hay là căn các cái chỗ kê, chỗ để ở trong các cái gian phòng của mình nhá. Bởi vì nhiều anh dàn cứ bảo ôi sao tưởng dàn to lắm nhưng mà sao lại dàn bé thế, đúng không? Hay là nhiều khi cũng để đỡ mất công anh em thì em sẽ nói thêm cả kích thước để cho anh em có thể tham khảo thêm nữa. Có anh em nào muốn test thêm các cái chức năng ở trên 933, chức năng gì nữa không ạ? Để em có thể giới thiệu cho anh em ạ. À, đặc biệt là con này âm ly của nó chỉnh được super bass siêu trầm. À đúng rồi, một phần rất là đặc biệt. Không phải bộ nào cũng có. Thì Audio 933 này có ngoài phần chỉnh bass chép rời ở trên máy ra thì sẽ có phần chỉnh super bass, nghĩa là siêu trầm ấy ạ. Giống như anh em mà ghép thêm cục trầm ấy thì đây sẽ có cục trầm trong máy và nó chỉnh ở trên tại âm ly luôn. Đấy, anh em nào thích nghe trầm nhiều thì vặn lên phần gần mắc. Đây. Nó dày cực kỳ luôn. Đấy, nó sẽ như là kiểu ghét trên cục trầm. Với anh em nào mà hay đi hát thì biết là quán hát nào cũng sẽ có cục trầm rồi, đúng không ạ? Thì đây, bộ dàn này nó sẽ có phần trầm như thế ở ngay tại trên âm ly này. Rất là hay. Và âm ly này nó có thể kéo được một đôi giống như này nữa, thành bốn loa cùng lúc, nó kéo thoải mái luôn nhá. Đây, ở trên âm ly thì nó sẽ có hai cổng loa A và B, tương đương với hai đôi loa. Anh em có thể đấu song song trực tiếp, cứ một đôi như thế này. Đấy, cứ một đôi công suất như thế này. Thì anh em ấn cả A và B lên thì sẽ đánh được 4 chiếc loa luôn ạ. Và đây cũng là mẫu dàn hiếm hoi tại cửa hàng bên em, mà là dàn Nhật nhưng mà lại bắt được đài Việt Nam nhá. Em con này full đài đến 108. Đúng rồi, con này thì anh em nào mà vẫn thích cái dòng FM hay là nghe đài tiếng nói Việt Nam thì phải tìm những cái dòng audio như này ạ. Chứ còn đờ nông hay là Kenwood thì sẽ không bắt được đài nhá. Đấy, những cái mẫu như là San Sui này rồi thì đờ nông cái nút thì hầu hết là FM90, không bắt được đài Việt đâu. Cho nên anh em nhớ là nếu mà mình thích chơi các đài FM Việt Nam thì chỉ có Onkyo 922 với cả Onkyo 933 thôi là bắt được đài Việt thôi nha. Full đài 108 luôn đấy ạ. Đấy, còn tổng thể máy đây, anh em có thể nhìn xung quanh. Con này thì em đảm cam kết với anh em là một trong những bộ mà về đẹp nhất trong thời gian gần đây đấy, giúp em. Cái lô hàng này em biết mà. Gần như là không có vết chảy xước luôn anh em ạ. Nhưng mới luôn ấy. Rất là đẹp và mới. Đến cả cái căng còn không có vết xước. Đây anh em có thể nhìn thấy cái căng vết, này. Không có vết rách nào luôn. Không có vết rách và không có vết chảy xước gì luôn ạ. Chứng tỏ là bộ này bên kia người dùng nó cũng rất là giữ gìn. Bốn thớt đẹp xuất sắc. Thế là các thớt của nó cũng được vát cong, trông rất là mềm mại. Nó khác với con 922 trước đây nhỉ, 922 thì mặt nó phẳng hơn. Và đắt gấp đôi. Thì sử dụng công nghệ DL Digital là loại bỏ toàn bộ tạp âm. Rất là hay. Công nghệ cực kỳ cao cấp của dàn âm thanh. Và thực sự là đến cửa hàng em mà nghe 933 xong thì chẳng muốn nghe cái bộ nào khác ở đây nữa. Chỉ muốn rước em này về nhà thôi.
30 phút rồi đến kìa. Live stream gần 30 phút rồi. Ai thêm nhớ ai? Chắc chắn là sau live stream này rất nhiều anh em nhớ đến 933 đúng không ạ? Và nếu anh em nào mà chóc thầm thương trộm nhớ Onkyo 933 của cửa hàng em Yến này thì hãy liên hệ ngay cho em để em có thể ship tận nơi cho anh em và phục vụ anh em một cách chu đáo nhất. Và hôm nay thì em xin phép dừng live stream tại đây, cũng hơn 30 phút rồi, cũng đến giờ nghỉ trưa của anh em rồi. Em cũng xin phép không làm phiền anh em nữa và dành toàn bộ lại thời gian để cho anh em nghỉ trưa sau một buổi sáng làm việc căng thẳng. Có anh hỏi là bán trả góp không kìa? À, bên em có bán trả góp anh nhá. Trả đến khi nào mà đủ thì mang dàn về thôi ạ. Đúng không ạ? Đúng rồi, cứ ra đây góp vào thôi. Góp khi nào đúng đủ rồi, góp khi nào đủ thì anh em có thể mang về thôi, đúng không ạ? Vâng, và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các chuyên mục chưa nghe gì số tiếp theo của cửa hàng em Yến nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ạ. Xin chào.